đi đâu có chiếc hình cổ thật tôi thế này. Ôi là anh ơi, về đi anh ơi. À. Ui giời ơi, nghe thấy tiếng cô gọi tôi cứ tưởng là ai. Trời ơi, ngồi đây nào. Thế có việc gì mà sáng ngày ra đã đến hàng photo của tôi sớm thế? Này, làm cái gì mà sốt ruột? Này, định photo thư tình hay là đơn ly dị gửi cho các đại gia đấy? Đang có suốt cả giường, không đùa đâu. Bình tĩnh, không có việc gì, cứ từ từ. Anh Phô, anh thử nhìn kỹ em đi xem dạo này em thế nào anh Phô? Cô à? Vâng. Ờ, thì cô đứng dậy tôi xem nào. Cô đứng dậy xem nào. Anh thấy em đã đỡ béo, đỡ mỡ chưa? Cô quay vòng tôi xem nào. Đây, quay đây. Được chưa anh? Này, dạo này cô làm gì đúng không? Cô làm gì mà hình như là cô nhỏ đi này, gọn đi này. Này, trông cô mịn màng đấy. Ngồi đi. Anh Phô ơi. Sao? Ôi dồi ôi, trong suốt một cái thời gian qua ấy, mất 5 rưỡi đấy. Em mà đi tập mà yoga này, rồi. Tập aerobic này, rồi. Tập mà dancing này. Đấy kiểu dạng như bức nhảy Hàn Vũ ấy đấy. Ôi dồi ôi, đi hút mỡ đi bấm hết đủ thứ. Này. Hình như là cô căng cả da mặt đúng không? Có. Cô hút cả mí mắt đúng không? Có. Đấy, tôi biết ngay mà. Phụ nữ phải như thế, phải biết làm đẹp cho mình chứ. Đúng. Làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho chồng, làm đẹp cho bản thân. Tốt. Đấy. Thế là cái hồi em đi làm đẹp ấy, ừ. Lão chồng em cứ bảo là không đi. À, cô đẹp làm gì, cô đẹp đi theo giai à. Đấy. Đúng rồi. Đàn ông đều như thế cả. Tất cả những ông đàn ông trên cái thế gian này đều ích kỷ như nhau. Ra đường chỉ thích nhìn vợ người khác thôi, không ông nào muốn người khác nhìn vợ mình. Tôi đi này, tôi cũng thế nhưng mà không phải đâu, tôi cũng là đàn ông thôi, chứ tôi không phải như thế. Tôi hiểu không? Rồi, thế cô làm đẹp như thế này rồi, thế thì chú ấy bảo sao? Hay là tự dưng bây giờ cái lão xe ôm nhà chú lại trở trứng à? Trời ơi, đẹp thế này rồi mà có nhìn đâu. Đi cặp bồ rồi, đi theo con khác rồi. Này, nói nó phải đúng nhá, đừng có vu oan giá họa cho người ta. Vợ chồng ăn ở với nhau không phải cái chuyện là cứ thích nói cho nó sướng mồm đâu nhá. Có cơ sở gì đâu mà cô lại bảo là đi cặp bồ với đứa khác hả? Rồi không cặp bồ à? Lúc đang ủ rũ ấy kìa. Thế á? Anh ơi, không kịp nữa rồi. Sao lại không kịp? Chỉ còn 2 phút nữa thôi. Em gay cấn lắm rồi anh ơi. Anh đi vào trong nhà với em gay cấn lắm rồi anh ạ. Cô đừng có như thế nhá. Ban ngày ban mặt như này mà mới sáng ngày ra tôi không có uống bia hơi mới cả ăn nem cuốn được đâu nhá. Mà nó đang ở trong nhà cái kìa. Anh giúp em một tí thôi, một cái thôi. Không một cái, một tí được. Cứ buồn cười đi nhỉ. Cứ làm cái đi, có phải là cái chuyện như kiểu người ta mua mớ rau, mua nải chuối đâu. Nó phải có tình cảm với nhau chứ. Tôi với cô từ xưa đến nay tình cảm nó chưa đến cái độ như thế mà bây giờ cô ấy như thế làm tôi cảm thấy nó cứ như thế nào ấy. Làm gì? Thì cô vừa rồi đấy, cô bảo còn có 2 phút nữa thôi mà cô bắt tôi lại phải Trời ơi, không phải nhìn cái gì cả. Em chỉ nhờ anh tìm cho em giúp tài liệu. Tài liệu gì? Tài liệu photo về bố yêu ấy. Bố yêu à? Ôi giời ơi, thế mà không nói ra. Từ nãy giờ cô cứ úp mở một tí với cả một cái, làm tôi tưởng cái gì thế. Làm sao mà cô phải tìm bố yêu của tôi làm gì? Ôi anh ơi, bây giờ chuyện đã thế này này. Sao? Từ hồi em đẹp thế này rồi mà lão chồng em không nhìn. Đi cặp bồ, lén phén với con khác. Bây giờ như em nghe nói là có một ông thầy bói bảo là phải có bồ yêu để giữ được chồng. Đấy, như cái vụ ông gì ở Hải Phòng ấy. Đấy, bán bồ yêu linh nghiệm lắm. Úi giời ơi, chỉ có hơn 1 triệu thôi. Thế mà nhá, có bồ yêu này một phát nhá, chồng đang gặp bồ, về nhà với vợ, yêu thương vợ con như ngày xưa, hơn xưa nữa. Khiếp quá, cô cứ nói từ từ thôi là tôi khác hiểu. Bồ yêu đúng không? Đúng rồi. Tìm giúp em, chắc chắn là hàng anh photo hơi bị nhiều bùa. Mẹ mồm luôn, đợt vừa rồi tôi photo rất nhiều nhá. Cái này mà lộ ra là nhiều người ta để ý, không được phát tán lung tung. Những người đến đây photo người ta bảo là phải giữ bí mật cho người ta. Tức là toàn là bùa yêu nhá. Ôi trời ơi, tôi photo tôi đọc là bùa yêu mật tông này, rồi thần vườn cấm khẩu này, rồi là bùa yêu phát bí Mỹ Tây Ban Nha này, bùa yêu của tổ tiên này, bùa yêu của cái tuổi mà tập dưỡng sinh này, bùa yêu của tuổi hồi xuân này. Ai tìm cho em cái bùa yêu tuổi hồi xuân ý? Có. Cô cần thế chứ gì? Cần. Trời ạ, thế mà cô cứ làm tôi từ nãy giờ cứ hiểu sang cái nọ, hiểu sang cái kia. Không. Ngồi đây nhá, tôi cất ở trong tủ cơ. Thế ạ? Cất kỹ lắm, tại vì bà nhà tôi hay ghen. Thế ạ? Ừ, ngồi đấy, đợi tôi một tí nhá. Nhớ tìm cho em đúng cái bùa yêu đấy nhá, cho linh nghiệm nhá. Trời ơi, quá là mày. Ôi trời ơi, tôi chết tôi rồi. Tôi chết tôi rồi.
thế nào ấy mà không tìm thấy đâu cả. Sao lại không tìm thấy? Khổ quá đây này. Ôi, tôi chết rồi anh ơi. Anh cố gắng tìm đi, không thì chết giờ bây giờ. Tôi rõ ràng là tôi đã để ở trong tủ rất cẩn thận rồi. Này, người ta bảo không được phát tán, thế mà tôi giảng người ta, nhưng mình vẫn giữ lại một quyển đọc để chiêm nghiệm ấy mà. Trời ơi, thế mà em tưởng có, em đang định gọi điện cho thầy bói thông báo là có nguồn tài liệu rồi. Rồi, không rồi, có. Rồi. Thế này cô, thì chết rồi. Cô đứng đây, cô đợi tôi một tí. Hay là cô ra kia, cô gọi điện cho thầy để tôi tìm trong máy vi tính xem còn không. Thế à, anh nhớ tìm nhá, nhưng mà chắc chắn là có đúng không? Rồi, cứ ra kia gọi điện chắc chắn là có rồi. Alo, thầy Hải đấy ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, em báo cáo với thầy là em đã tìm được nguồn tài liệu rồi ạ. Dạ vâng, rất nhiều tài liệu bố yêu vâng, cái cửa hàng photo này nhiều lắm ạ. Dạ vâng, nhưng phải bí mật ạ. Dạ vâng, bùa mật ong. À, mật tông à? À, dạ vâng, bùa mật tông. Rồi còn bùa của Pháp, của Ý, của... Cái gì ạ? Pháp khí à? À, dạ vâng, từ chuyên môn ạ. Dạ vâng ạ, bùa pháp khí ạ. Dạ vâng, nhiều loại lắm thầy ạ. Thấy thầy chọn loại nào ạ? Loại nào cũng được ạ. Tùy cơ duyên của mình ạ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy, em chọn loại tuổi hồi xuân ạ. Dạ, này, sao, sao anh Phú? Ôi trời ơi, sao ạ? Không thấy đâu cả. Tôi chết rồi, sao không thấy? Khổ cái thân tôi, để cứ tưởng là lưu ở trong máy rồi, bây giờ tìm không thấy, đã cất một quyển như thế này rồi, chắc là bà ấy nhà tôi, lọ mà lọ mọ thế nào, bao nhiêu sách quý của tôi không lấy, lại lấy đúng cái quyển đấy. Này, có khi là bà ấy nghĩ là tôi thì tìm cái quyển đấy để rồi thì làm bùa yêu để bỏ bà ấy đấy. Thôi thôi, cô cứ ra đây, cô ngồi chén nước. Tôi bảo này, dạ. Ngồi đây, này, uống chén nước đi. Thế thì bây giờ hay là anh gọi cho chị ý xem bảo để đâu? Thế có mà bằng lại ông tôi ở bụi này à? Bà ấy ghen kinh lắm. Có cách đi này. Sao cái gì ạ? Tôi nhớ một ít cô ạ. Thế à? Ừ, tức là cái lúc mà tôi đọc tài liệu photo ấy là tôi có nhớ được một ít. Thế à? Để tôi nhớ xem là cái bùa nó như thế nào. Thì để tôi sẽ tả lại cho cô. Thế à? Rồi cô làm. Bùa đấy nó kiểu như thế nào nhỉ? À, đây rồi. Bùa là phải làm bằng diêm này. Làm bằng muối nữa cô ạ. Diêm, muối. Muối tinh ạ? À? Không, muối tinh thì người ta không đếm được hạt. Bởi vì người ta phải đếm đâu, không biết là mấy chục hạt muối đấy. Với mấy chục que diêm. Nếu mà mình làm bằng muối tinh ý, thì mình không đếm được bao nhiêu hạt. Muối là phải muối biển. Muối cái ấy, mà nó to như thế này. Về vùng biển mà mua. Để tôi nhớ xem. À, tốt quá thì cũng được. Bay vùng biển thì hôm nào em rủ lão xe ôm nhà em đi biển, đi Sầm Sơn hoặc Đồ Sơn hay Quảng Ninh chẳng hạn. Coi như là cũng hâm nóng tình yêu. Xong tiện thể em chở một tạ muối lên đây. Không cần chở. Ơi, sao cô cái gì cũng tính một kg nhiều thế. Người ta chỉ cần khoảng độ, để tôi nhớ xem nào. Khoảng độ... Chính xác nhá. Khoảng độ hơn 10, 15 hay 18 gì đấy. Cái bùa phải chính xác, không thể hơn, không thể khoảng độ được. Nó... Thế thì cô cứ lấy đại đi. Là khoảng đại độ... Tôi nhớ nó khoảng là như thế. Là khoảng độ 15 hạt muối. Mà phải là muối cái này. Cộng với 15 que diêm. Mà phải là diêm xịn này. Sau đó thì cô quấn lại với nhau. Sau đó cô ném vào bếp lửa. Và miệng thì lầm nhầm đọc cái tên cái người mà mình yêu ấy. Là linh nghiệm đấy. Mà hình như lại còn thế này nữa. Cái lưu ý cực kỳ quan trọng. Tức là cái người bỏ bùa ấy. Phải dưới 37 tuổi thì mới linh nghiệm. Dưới 37 ạ? Ừ. Ê, dạ, thế trên 37 có được không ạ? Trên 37 thì nó xảy ra hai trường hợp. Một là có thể thành công. Hai là nếu mình bỏ bùa chồng thì chồng không yêu mình mà lại yêu người khác nhiều hơn. Chứ yêu một rồi yêu 10. Thế là bao nhiêu công sức của em công tài à? Ôi trời ơi, thế thì em không giữ được chồng anh Phố. Trời ơi. Kìa là cô. Thôi. Bình tĩnh. Có cái gì đâu. Đừng có khóc nữa, khổ thân có cái gì đâu mà phải lo. Cuộc mình đẹp mặt nhỉ? Dạ. Cho khóc với. Ôi trời ơi. Ông biết ông làm cái trò gì đấy hả? Dạ chị ơi, em đấy nhá, làm trò gì? Photo làm gì có giấy tờ đấy mà photo? Hả? Đừng có giả vờ nhá. Giả vờ cái gì? Giữa thanh thiên bạch nhật nhá. Đã tóm dính nhá, trai trên gái dưới ở ngay giữa đường giữa chợ. Này bà ăn nói giữ mồm giữ miệng nhá. Giữa thanh thiên bạch nhật, trai trên cái dưới cái gì? Đừng có mà cả vùng lớp miệng em nhá. Tôi còn lạ gì nữa hả? Tôi biết hết tính ông rồi nhá. Biết cái gì? Thế này, hai mặt một nhờ thế này, ngồi giữa đây còn chối gì nữa hả? Này, nhưng mà khổ quá. Cô ấy sang nhờ tôi chỉ để lấy tài liệu thôi. Tôi bắt cho cô ấy con ve chó ở trên mắt chứ không phải làm cái gì đâu. Ve chó à? Chấm mút mút ở đấy là còn thì cả bú lớp miệng em à? Tôi lạ gì ông nữa? Ông rủ con nào cao to hơn con này?
này đến vật tay của tôi đây nhá. Đừng có thở cái trò bùa yêu ra đây nhá. Đây biết rồi nhá. Để mà câu móc mấy con chân dài đúng không? Bùa yêu nào? Lạ gì nữa? Ôi trời ơi, thế hóa ra là cái tập tài liệu tôi photo để trong tủ bà lấy ra bà dùng mà. Ôi trời ơi, đừng có nói tập tài liệu cho nó sang mồm nhá. Nói thẳng ra là cái cuốn bùa yêu đi. Tôi còn lạ gì nữa? Ông định dùng cái cuốn bùa yêu đi để câu móc mấy con chân dài đúng không? Khổ quá, không phải như thế. Bà đừng có mà nói to lên cả làng cả xóm người ta nghe thấy. Tôi chỉ định photo như thế để biếu cái ông tổ trưởng tổ dân phố thôi. Chứ tôi già như thế này rồi, có mà có chó nó thèm. Tôi xin lỗi ông đi nhá. Ông đừng mà cả vú lấp miệng em nhá. Ông bảo ông già rồi ông không dùng. Thế ông tổ trưởng dân phố ông biếu cái tập đấy ông có già hơn ông ấy. Nhưng mà người ta là lãnh đạo phường, người ta dùng vào việc gì mặc kệ người ta. Hóa ra là chị lấy trộm tài liệu của anh à? Chắc chắn rồi chứ còn gì nữa. Tôi nói cho cô biết nhá, còn cô nữa nhá. Hàng xóm láng giềng với nhau, tối lửa tắt đèn có nhau mà cô định dùng bùa yêu, cô túm năm túm ba để cô định bỏ bùa chồng có phải không hả? Chị đừng có mà ăn nói như thế nhá. Chị lấy trộm tài liệu của chồng chị rồi đi bỏ bùa ai hả? Thế tôi hỏi chị nhá, chị lấy trộm tài liệu bùa yêu, thế nên là chị đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chưa? Tôi cần gì phải đọc, mà tôi cần gì phải trộm? Không cần phải đọc cái gì. Tôi đã biết là dưới 37 tuổi mới linh nghiệm, còn trên 37 tuổi phản tác dụng, biết chưa? Tôi cho tôi tính đến cái mặt thế thì 50 tuổi rồi thì có bỏ bùa được không hả ông? Ôi trời ơi, này, tôi chết rồi. Thế là bà bỏ bùa rồi à? Ôi trời ơi, bà bỏ ai? Bà bỏ tôi, bỏ thằng nào? Hay là lại bỏ đúng phải cái ông tổ trưởng tổ dân phố? Hả? Ôi trời ơi, thế là gậy ông lại đập lưng ông rồi.